căn một ngủ tòa Bắc Lâm có thể sửa thành hai phòng ngủ, tin được không? Xin chào tất cả quý vị, các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Tham. Hôm nay em Đạo đang có mặt trong một cái căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh, đó là căn một ngủ tại khu vực Park Hill Tham City, và cụ thể căn này là thuộc Bắc Năm. Căn một ngủ Bắc Năm thì rất là đẹp, có ban công và phòng khách. Thì nếu mà quý anh chị nào mà ở trong Tham City thì cũng sẽ biết rằng là loại một ngủ tại Park Hill có ban công phòng khách là được gọi là căn một ngủ hoa hậu, rất là đẹp, rất là vuông vắn. Và hôm nay tại vị trí căn hộ này thì gia chủ đã sửa lại thành hai phòng ngủ, với một căn hộ mà diện tích đâu đấy rơi vào tầm 47 m². Một phòng ngủ ban đầu của chủ đầu tư có thể sửa thành hai phòng ngủ thì đây là một điều mà rất là nhiều anh chị khách hàng bất ngờ khi mà biết được thông tin này. Thì hôm nay em Đạo xin được giới thiệu đến quý anh chị về cái căn hộ hai phòng ngủ một vệ sinh này. Thì nó mở cửa ra vào thì sẽ có một cái tủ giày nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này, đồng thời sẽ là một khu bếp cũng rất là tiện nghi, có hút mùi, có bếp, ba bếp, có chỗ rửa bát và có một hệ thống tủ để đựng đồ gì này, cũng rất là đẹp, rất là nhỏ nhắn nhưng mà công năng thì cũng rất là tối ưu, đầy đủ hết. Và quý anh chị ở Bắc Năm hoặc là Bắc Hill căn một ngủ có thể hiểu biết rằng là cái phòng này không phải là phòng ngủ mà là cái phòng này chính là cái phòng bếp ngày xưa. Phòng bếp ngày xưa của chủ đầu tư thiết kế ở chỗ này thì sẽ là thông lô ra, thông la, thông dấu bếp ở đây và thông mọi thứ khi mà thổi nấu ăn nấu nướng thì sẽ mở cửa sổ ra ngoài đây. Thì thay vì vậy, gia chủ về đã sửa chuyển bếp ở bên chỗ này ra bên ngoài chỗ này và tạo thành một cái căn ngủ nhỏ cho các con, rất là riêng tư, rất là hay như vậy. Đấy, nếu mà cần riêng tư thì có thể cao rẻm. Đó. Nếu mà giả sử gia đình nào mà già trẻ mà không có điều kiện thì có thể làm cơ nới ra như thế này. Đó, thì ông bà có thể ở quê lên hoặc là có khách khứa hoặc là có con nhỏ thì có thể hoàn toàn làm một cái phòng nhỏ xinh xắn như thế này, cũng có cửa sổ, cũng có ô thoáng, đó, cũng có bàn học, rất tuyệt vời. Đấy, và đây chỗ này là sẽ là chỗ để tủ lạnh, cũng rất là hợp lý, một cái tủ lạnh nhỏ nhỏ xinh xinh ở chỗ này. Đấy, toàn bộ hệ thống sàn nhà được gia chủ cũng làm lại hình xương cá. Đây, chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ ở giữa nhà chỗ này, một cái nhà vệ sinh vẫn giữ nguyên của chủ đầu tư. Đấy. Đấy, gia chủ cũng vẫn có thể làm thêm được một cái bàn ăn cho 4 người ở khu vực chỗ này, rất là hay. Đấy, một cái bàn ăn như thế này, một chiếc bàn ăn nhỏ nhỏ xinh xinh, vẫn ngồi cũng rất là thoải mái, thao tác cũng rất là vừa phải, khoảng cách mọi thứ cũng không hề bị bí bách như nhiều người nghĩ đâu. Như em Đạo đánh giá là đây là một cách thiết kế rất là thông minh, thì cũng không hiểu là ý tưởng này là lấy từ đâu đầu tiên, nhưng mà như cái căn hộ này thiết kế thì thật sự là nó là một cái tối ưu rất là tốt, nhất là trong cái thời điểm mà giá nhà thì cũng không phải là rẻ, không dễ gì có thể sở hữu được một căn hai phòng ngủ. Thì tuy nhiên với một cái thiết kế thông minh như thế này, một phòng ngủ nhưng mà lại có thể thành hai phòng ngủ thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Vẫn có một cái sofa nhỏ nhắn xinh xắn ngồi xem tivi cũng rất đẹp, một chiếc ban công vẫn thoáng. Nhiều căn hộ một ngủ không có ban công ở phòng khách quý anh chị, thì đây là một trong những cái thiết kế rất là hay. Thì chúng ta cùng vào trong bên phòng ngủ chính của căn phòng này. Phòng ngủ chính thì không còn gì để nói nữa rồi, rất là hợp lý, rất là đẹp, rất là thoáng và rất là thoải mái như một căn bình thường luôn. Đấy, rồi hệ thống tủ này cũng mới, vẫn có một cái chiếc tivi ở trong phòng này luôn. Đó. Ngoài ra thì cũng có một chiếc gương, một cái bàn trang điểm, một ô cửa sổ sáng đẹp nhìn xuống sang bên T18 và có thể nhìn check ra view quảng trường thì rất là thích. Trên đây là căn hộ một phòng ngủ tại khu vực Bắc Năm, Bắc Hill Tham City đã được sửa thành hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Cái căn hộ này thì gia chủ cũng đang có nhu cầu muốn là chuyển nhượng lại cho quý anh chị nào có nhu cầu
Và cái giá của căn này nó rơi vào đâu đấy tầm 5 tỷ tư là thu về. Đấy, thì quý anh chị có thể sở hữu được một cái căn hộ rất là đẹp, đầy đủ mọi tiện nghi như thế này. Thì nếu mà quý anh chị quan tâm có thể liên hệ đến em Đạo qua số điện thoại ở phần mô tả nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.